liên quan đến việc in pano có hình quốc kỳ nước ngoài không phù hợp của Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, tối 20 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định số 904 và quyết định số 905 tạm đình chỉ công tác đối với ông NVC, nhân viên phòng quản trị B, và ông TMH, Phó Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Lý do đình chỉ là do hai cán bộ này tự ý làm pano khi không được sự đồng ý của ban giám hiệu và chủ nhiệm khoa. Hình thức của pano có hình ảnh không phù hợp. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho biết nhà trường đang khẩn trương báo cáo về việc này với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được biết trước đó trên mạng xã hội có thông tin ngày 20 tháng 12 xôn xao hình ảnh tấm pano ghi tên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có in nền cờ là cờ của Trung Quốc. Tấm pano này ghi Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại diện truyền thông Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thừa nhận nơi treo phông nền trên là cơ sở 2 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tại Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Qua xác minh ban đầu, xác định một người ở Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh và một người ở phòng quản trị B đã in pano này. Sự việc sau đó được sinh viên chụp lại và đưa lên mạng xã hội.